Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn Toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 16, điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Tiết 1, bài 1. Đúng thì điền là D mà sai thì các em điền là S. Đầu tiên các em quan sát cái hình này. Trong hình trên, câu E, B là trung điểm của đoạn thẳng AC, đúng hay sai? Rồi, trước hết là các em ôn lại thế nào là trung điểm của đoạn thẳng. Rồi, đầu tiên chúng ta có hai điểm A và B. Các em nối hai điểm này lại với nhau, ta được đoạn thẳng AB. Trên cái đoạn thẳng AB này, các em lấy một điểm bất kỳ, nó không trùng với điểm A và không trùng với điểm B. Các em lấy một điểm bất kỳ, nó ở vị trí nào cũng được, và ta đặt tên điểm này là điểm M. Thì cái điểm M này được gọi là điểm ở giữa, điểm ở giữa đoạn thẳng AB, tức là điểm M nó ở giữa hai điểm A và B. Được chưa? Đồng thời, khoảng cách từ A đến M bằng khoảng cách từ M đến B. Ta viết là AM bằng MB. Thì điểm M này nó được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. Như vậy các em chỉ cần hình dung là trung điểm của đoạn thẳng là điểm ở giữa và cách đều. Ở giữa nhưng phải cách đều nha. Thì mới được gọi là trung điểm. Câu A, B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Đúng hay sai? Trước hết là các em thấy điểm B có phải là điểm ở giữa hai điểm A và C không? Các em ghi nhớ là ở giữa. Như thế này mới được gọi là ở giữa này. Còn như thế này thì không được gọi là ở giữa này. Bởi vì cái điểm này nó không nằm trên đoạn thẳng. Được chưa? Rồi, ta thấy điểm B nó nằm trên đoạn thẳng AC. Vậy điểm B được gọi là điểm ở giữa hai điểm A và C. Đồng thời các em thấy AB có bằng BC không? Khoảng cách từ A đến B có bằng khoảng cách từ B đến C không? À, bằng, đúng không? Vậy B là trung điểm của đoạn thẳng AC là đúng. Câu B, D là trung điểm của đoạn thẳng CE. Đúng hay sai? Ở đây các em thấy điểm D có ở giữa hai điểm C và E không? À, điểm D ở giữa hai điểm C và E. Nhưng nó không cách đều hai điểm C và E. Khoảng cách từ C đến D là 1, 2, 3, 3 ô vuông. Nhưng khoảng cách từ D đến E thì chỉ có 1 ô vuông thôi. Vậy là điểm D này nó không cách đều hai điểm C và E. Vậy D là trung điểm của đoạn thẳng CE là sai. Câu C, C là điểm ở giữa, C là điểm ở giữa hai điểm B và D. Hai điểm B và D, đúng hay sai? Để kiểm tra đúng hay sai thì các em nối hai điểm B và D lại. Thì ta thấy cái điểm C này nó không nằm trên cái đoạn thẳng này. Nó không nằm trên thì không được gọi là điểm ở giữa.
Như vậy là sai. Câu D. D là điểm ở giữa hai điểm C và E. À, D nó nằm trên đoạn thẳng CE. Như vậy, D là điểm ở giữa hai điểm C và E là đúng rồi. Được chưa? Ở giữa thì phải nằm trên. Được chưa? Nó nằm ở vị trí nào cũng được. Nó khác với hai cái điểm này này. Nó nằm ở vị trí nào cũng được. Nhưng nhớ là phải nằm trên thì mới được gọi là ở giữa. Còn không nằm trên, không nằm trên như trường hợp này thì không được gọi là điểm ở giữa. Đây là điểm ở giữa này, điểm ở giữa này, được chưa? Câu D là đúng, đúng không? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Các em quan sát hình vẽ. Câu E. Các nhóm 3 điểm thẳng hàng là. Rồi các em nhớ thẳng hàng thì phải cùng nằm trên nha, cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy ta có AMB, AMB thẳng hàng và CNZ, CNZ thẳng hàng. Điểm O này nó không nằm trên đường thẳng, được chưa? Thẳng hàng thì phải là cùng nằm trên một đường thẳng. B, M là điểm ở giữa hai điểm nào? À, M đấy, nó là điểm ở giữa hai điểm A và B. Rồi tiếp theo câu B. À, đang nghe câu này là câu C mới là đúng này. Ở đây hai câu B chắc là sách in sai. M là trung điểm của đoạn thẳng. M là trung điểm của đoạn thẳng nào? À, tất nhiên là trung điểm của đoạn thẳng AB rồi. Bởi vì M nó ở giữa hai điểm A và B này. Đồng thời AM bằng 3 cm, MB cũng bằng 3 cm, tức là AM bằng MB. Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Rồi câu này đáng nghĩa là câu D, đúng không? Người ta in sai. Đáng nghĩa câu này là câu D mới đúng. Điểm nào là điểm ở giữa hai điểm C và D? Điểm nào là điểm ở giữa hai điểm C và D? Các em nhớ ở giữa thì phải nằm trên nha. À, điểm N đúng không? Điểm O nó nằm ngoài, nó không nằm trên đoạn thẳng CG. Cho nên điểm O không được gọi là điểm ở giữa hai điểm C và D. Bài tập số 3, viết tiếp vào chỗ chấm cho tích hợp. A. Trung điểm của đoạn thẳng CG là điểm nào? CG đâu? À, CG đây. Ta thấy điểm Q ở giữa hai điểm C và D. Đồng thời ZQ, đúng không? ZQ bằng QC. ZQ là mấy ô vuông? 1, 2, 3, 4. QC cũng là 1, 2, 3, 4. 4 ô vuông. Như vậy ZQ bằng QC. Vậy điểm Q ở giữa D và C, đồng thời điểm Q cũng cách đều hai điểm D và C. Vậy trung điểm của đoạn thẳng CG là điểm Q. Câu B. Tương tự chúng ta có trung điểm của đoạn thẳng MQ. Trung điểm của đoạn thẳng MQ là điểm nào? À, điểm P đúng không? Điểm P nó với cách đều, chứ điểm N nó không cách đều hai điểm M và Q. Được chưa? Điểm P. Bài tập số 4, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Cho biết vị trí nhà và khoảng cách giữa các nhà của các bạn nghêu sò ốc hến như hình vẽ. Ta thấy vị trí các nhà của các bạn này đều nằm trên một đường thẳng, đúng không?
Câu E, nhà các bạn, bạn nào và bạn nào ở giữa nhà bạn Nghêu và bạn Hến? Bạn Nghêu đây, bạn Hến đây. Vậy ở giữa nhà của hai bạn này là bạn Sò và bạn Ốc. Được chưa? Bạn Sò và bạn Ốc. B, nhà bạn nào ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến? Từ nhà Nghêu đến nhà Hến. Ở chính giữa có nghĩa là cách đều. Còn ở giữa thì là không cách đều. À, ta thấy này, nhà bạn Ốc ở giữa nhà bạn Nghêu và bạn Hến nhưng không cách đều thì không được gọi là chính giữa. Nhà bạn Sò ở giữa nhà bạn Nghêu và bạn Hến đồng thời cách đều thì được gọi là chính giữa. Đúng không? Từ nhà bạn Nghêu đến nhà bạn Sò là 1, 2, 3, 4, 5, 5 ô vuông. Từ nhà bạn Sò đến nhà bạn Hến cũng là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Vậy là cách đều. Nhà bạn Sò ở chính giữa quãng đường từ nhà bạn Nghêu đến nhà bạn Hến. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.